Một số người thường nói rằng là không nên trồng cây đa ở trong sân nhà bởi vì nó không hợp với phong thủy. Tuy nhiên điều đó lại không hoàn toàn đúng. Nó chỉ đúng với khi ta nói về cây đa cổ thụ thôi. Bởi vì cây đa cổ thụ nó có những cái rễ lớn có thể làm hỏng các công trình, và nó gắn với cái từ là cây đa là nơi trú ngụ của các vị thần. Người ta nói là thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề. Tuy nhiên thì đối với cây đa trồng bonsai ở trong chậu thì lại hoàn toàn có thể và thậm chí là rất tốt cho phong thủy. Nếu như cây đa mà kết hợp với những cây khác, nó lại tạo nên một cái phong thủy rất là tốt. Ví dụ như là kết hợp với cây xanh. Trong sân nhà người ta hay trồng cây xanh và trồng bên cạnh đó là cây đa để nó tạo nên một cái chữ phong thủy rất là đẹp. Tại sao lại như vậy? Như mọi người đã biết là văn hóa của những cái nước phương Đông thì đều mong ước và vươn tới những cái điều tốt đẹp nhất. Đối với một cây xanh thì nó là một cái cây xanh, nó đồng âm với một từ Hán Việt, đó là chữ sinh và sinh sôi nảy nở. Và cây đa thì mọi người cũng biết là nó đồng nghĩa với chữ đa ở trong cái âm Hán Việt, tức là có ý nghĩa là nhiều. Như vậy nếu chúng ta ghép từ xanh đa và đa xanh thì nó đều có ý nghĩa là sinh sôi nảy nở ra những cái điều mà tốt đẹp nhất, mà những người phương Đông thì người ta mong muốn là nhiều con, nhiều cái, nhiều của cải, rồi là phúc lộc thọ, vân vân. Thế do vậy khi mà cây xanh nó kết hợp với cây đa thì nó sẽ tạo nên một cái ý nghĩa phong thủy rất là tốt đẹp. Ngay như trong một cái hòn non bộ như thế này thì một đầu người ta cũng trồng cây xanh và đầu kia người ta cũng trồng cây đa, và nó tạo nên một cái ý nghĩa là mong ước sự sinh sôi nảy nở những cái điều tốt nhất cho cuộc sống. Do vậy các bạn đừng ngại gì trồng cây đa bonsai ở trong sân nhà mình, và hãy kết hợp một cách hài hòa giữa cây cối, đồ vật trong gia đình mình để tạo nên một cái phong thủy tốt đẹp nhất.